Dạ rồi, xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời giờ lắng nghe phần 1 chương trình của chúng ta. Và xin được cảm ơn quý vị đã có sự ủng hộ cho website của Đặng Michael cũng như là kênh YouTube của Đặng Michael ở tất cả những sự hỗ trợ. Và bây giờ chúng ta bước sang phần 2. Trước hết, cho phép Đặng Michael được đếm ngược 3, 2, 1 trước khi chấm dứt cái thăm dò nha, thưa quý vị. Xin được đếm nha. 3, 2, 1, kết thúc. Bấm rồi, ôi trời, nó mất luôn rồi. Kết quả đâu, trời ơi. Rồi tôi bấm nó mất luôn rồi, trời đất ơi, trời. Chết rồi, lần đầu tiên mình bấm hết luôn rồi bạn ạ. À, trời đất ơi. À đây, có đây hiện kết quả đây, hên quá, hên quá. À, cái kết quả là sau 557 lượt bình chọn, 557 lượt bình chọn, thì tướng Flynn là người về nhất với 52% số phiếu. Ông Cash Patel là người trên màn hình á, về thứ nhì với 25% số phiếu. Bố già Rudy là 19%. Và ông tổng trưởng lý của Missouri là ông Andrew Bailey về cuối với 1%. Như vậy thì coi như là quý vị có cái sự ủng hộ áp đảo cho tướng Flynn để làm giám đốc FBI. Thì với cái bản tin mà tổng Trump đang cân nhắc là một là cho ông Cash Patel, một là giám đốc, hai là phó giám đốc FBI, thì bây giờ Đặng Michael xin đề nghị là một cái giải pháp mang tính chất là dung hòa, đó chính là tướng Flynn giám đốc FBI và ông Cash Patel làm phó giám đốc FBI, được không quý vị? Quý vị thấy cái đó được không? Nếu được cho một tràng pháo tay để Đặng Michael nhấn luôn cho. À, chưa thấy ai như tôi cho tự nói tự dỗ luôn trời ơi. Dạ rồi, xin được cảm ơn quý vị ha. Rồi chúng ta tiếp tục qua những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị nha. Xin được cảm ơn quý vị Đạt Mai đã ủng hộ cho chương trình của Đặng Michael. Cảm ơn quý vị dỗ theo Đặng Michael luôn chứ nhiều khi cái Đặng Michael tự nói tự dỗ khi ta nói giống khùng. Cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ chúng ta đi qua những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị nha. Dạ rồi, bữa nay nhiều tin vui, ngày nào cũng vui. Dạ rồi, riêng về vấn đề mà cái thuế quan á, ngày mai Đặng Michael sẽ đem trong bản tin buổi sáng, thưa quý vị, tại chúng ta sẽ có nhiều cái để nói hơn ha. Dạ rồi, mấy ngày trước và ngày nay sao thấy mấy người khùng điên có nhiều cái đề nghị ngáo đá quá. Tổng Trump sắp nhậm chức tổng thống rồi mà kêu ổng đi làm chủ tịch hạ viện, xong rồi đòi ổng làm phó cho ông Vance. Dạ ông, nhiều khi thương tổng Trump quá, nhiều khi thương tổng Trump quá muốn ông làm đủ thứ hết trơn. Nhưng mà thôi, cái gì thì tôi cũng có cái là nhiệm vụ của tổng Trump là đi làm tổng thống thì ông cứ làm tổng thống thôi, thưa quý vị ha. Dạ rồi. À, cái cười cúc anh, cái cười của anh Bảy rất nham hiểm và đừng xem thường. Dạ đúng rồi, trời ơi, thì hay cười vậy thôi chứ để sao đàn em của Obama quậy sao cô, mà rõ ràng đang quậy đó chứ, đang quậy rõ ràng đó. Mỗi lần nghe tin Đảng Cộng Hòa chống khỏi nghe muốn sôi máu gì tức. Dạ đúng rồi đó, cái đám đó là cái đám cộng hành đó chứ không có cộng hòa nổi đâu cô ơi. Dạ rồi, một đám thẩm phán dân chủ này sẽ làm hại người nữa, tin càng nghe càng tức. Vấn đề là chính đám Rhino làm hại dân và chính sách tổng Trump. Dạ đúng, chính xác, rõ ràng là như vậy luôn, không có gì để mà gọi là bao biện được hết á, quá chính xác luôn rồi. Vậy tòa ở Mỹ xử theo đảng phái anh? À, thực sự ra thì nó như thế này cũng không hẳn là 100%, nhưng mà càng ngày á, các cái quan tòa của bên cánh tả đề cử á, họ có xu hướng xử theo đảng phái nhiều hơn là theo luật pháp. Rõ ràng là như vậy. Qua rất nhiều những vụ đấu tố tổng thống Trump chúng ta đã thấy rồi. Không phải tất cả, nhưng mà càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ha. Dạ rồi. Tổng Trump chỉ là tòa cung mà đã phản lại những gì tổng Trump yêu cầu. Dạ bởi vậy, bây giờ tổng Trump kêu gì? Đừng phê chuẩn thêm gì hết. Bây giờ ra là make cái deal. Có nhiều người họ hô rằng là gì? Tin vui, tin vui nổi. Dũng nổi, tổng Trump kêu là đừng phê chuẩn nữa. Mà bây giờ nó cho thành 14 người luôn. vậy là vui dữ chưa? Vậy là vui dữ chưa? Dạ rồi. Dạ rồi, tiếp tục là tướng làm sếp của FBI thì rất tốt, còn bố già trở về làm thống đốc New York rất là tốt. Bố già thì chỉ cân nhắc nếu có thôi nha, là tranh cử chức thị trưởng New York thôi. Dạ, chứ còn học tranh cử thống đốc chắc bố già không làm đâu. Tại vì tranh cử thống đốc tới 2026 lần. Còn chức thị trưởng New York thì năm sau, 2025.
rải tiền thế dân vô tội vạ khắp thế giới, có vụ lợi quả nào không vậy? Trời ơi đầy. Nhưng mà đâu có phải là như mình nghĩ đâu quý vị, xách vali tới mở ra sắp đếm tay đếm, không có. Nó đi đường khác quý vị, đi đường khác. Đi đường công ty ma nè, đi đường công ty tư vấn nè, bắt đầu rót vô trúng hợp đồng này, trúng hợp đồng nọ nè, buôn chứng khoán nữa chi. Đó, quý vị thấy Mark Wendling nè, rồi Michael McCaul nè, Michael Guest nè, đó, buôn chứng khoán đó. Giao dịch nổi gián đó. Dạ rồi. Tiếp tục là tôi chỉ cầu nguyện cho Tổng Trump, xin Chúa ban phước lành cho Tổng thống Trump. Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Chúng ta vẫn cầu nguyện mỗi ngày ha. Dạ rồi, tôi không hiểu tại sao Đảng Cộng Hòa chịu lép vế như vậy. Biden làm như Obama, bổ nhiệm nhiều quan tòa để bảo vệ Đảng Dân Chủ. Nói chung là Đảng Cộng Hòa thì có bao giờ ở thế mạnh đâu mà phải chịu lép vế. Nó quen rồi quý vị, nó quen rồi, nó thích gì nữa đó. Thích nằm cửa dưới không à. Xây dựng MAGA cơ sở mạnh là điều thiết yếu. Dạ, và một trong những cái điều quan trọng nhất đó chính là phải xây dựng hệ thống thông tin. Tại vì có rất nhiều cử tri ở những tiểu bang đỏ lét, thì những tiểu bang đỏ lét cũng phải có một chấp nhận thực tế là hẻo lánh, đường xá xa xôi. Cho nên nhiều khi họ không nắm được thông tin, thưa quý vị. Dạ rồi. Có nghĩa ông Scott Bessin làm việc đúng như ý Tổng Trump hay không? Ông đã từng làm cho George Soros, được George Soros bảo trợ. Rồi cái này quý vị chỉ biết là ông làm cho George Soros thôi. Quý vị phải coi lại cái khoảng thời gian ông làm cho George Soros là cái như thế nào. Ông chỉ đơn giản là cái người đi làm cho George Soros. Và cái thời gian ông làm cho George Soros là ông đã có 2 lần ổng kiếm tiền thành công dựa trên việc short sell đồng bảng Anh và đồng yên Nhật. Và với cái vị thế hiện tại của đồng Mỹ Kim đang bị đe dọa, thì không ai có thể phù hợp hơn ông Bessin cho cái việc này, để khôi phục lại vị thế của đồng Mỹ Kim. Tại vì ổng đã quen chơi với các đồng tiền rồi. 2 lần quất đồng bảng Anh, quất đồng yên Nhật một phát luôn cho công ty của George Soros. Còn ví dụ như bây giờ quý vị nói là ổng làm cho George Soros là vấn đề. Ngày xưa Tổng Trump cho tiền bà Kamala đó làm sao? Ngày xưa Tổng Trump cho tiền Hillary đó làm sao? Ngày xưa Tổng Trump cho ý Đảng Dân Chủ đó làm sao? Ông Bobby Kennedy tới bây giờ vẫn là người Dân Chủ nha. Bà Tulsi Gabbard thì sau này mới chuyển sang Đảng Cộng Hòa nha. Như vậy thì có đáng lo ngại không? Rồi ngày xưa Vivek nhận học bổng của George Soros đó, bây giờ làm cho Doge đó, làm sao? Cho nên mình phải để ý người ta làm nhưng làm cái gì. Người ta làm nhưng làm cái gì. Ổng là người tới từ Wall Street. Ổng là người đã kinh doanh tiền bạc thành công. Chứ không phải kinh doanh chứng khoán nữa. Kinh doanh tiền bạc thành công. Ổng short sell 2 đồng tiền cũng nằm trong hệ thống đồng tiền của thế giới, là bảng Anh và đồng yên Nhật. Đây không phải là người đơn giản. Và tiếp theo nữa là gì? Ông đưa ra những chính sách hoàn toàn đúng ý với Tổng thống Trump. Kế hoạch 333, kế hoạch là chủ tịch ngầm của Cục Dự trữ Liên bang. Và kế hoạch gì? Dùng thuế quan lên bàn đàm phán, làm công cụ đàm phán. Cắt giảm thuế, cắt giảm quy định. Quá tuyệt vời còn gì nữa. Còn ví dụ như là mai mốt sau này làm không được, đuổi, vậy thôi. Đơn giản thôi thưa quý vị. Cho nên là người ta nói là có làm cho George Soros này kia, mình phải coi cái thời gian đó như thế nào. Ổng làm được cái gì, Tổng Trump mới chấm chứ. Dạ rồi. Tiếp tục nữa là ai đưa đứa bé đến biên giới thì có bọn buôn người chứ ai giờ quý vị. Tên nào bỏ phiếu thuận, các bạn hãy nhớ mặt nó. Nếu tiểu bang của các bạn nên in hình làm cờ trên chiếc xe của bạn để truyền bá cho mọi người biết, đeo lại bỏ năm 2026 trong cuộc bầu cử. Rồi, khủng khiếp quá, 12 tuổi bị buôn bán như vậy, còn biết bao nhiêu trẻ em nữa, đau lòng quá, thật tội lỗi cho đám buôn người và Đảng Dân Chủ này. Dạ, bởi vậy chúng ta phải hiểu cái không chỉ là từ cái bình luận của cô này, mà chúng ta còn phải hiểu được là những cái
bước đi của Tổng thống Trump, những người ông lựa chọn như thế nào nữa. Chứ không phải mình nhìn vô mình thấy làm cho show đó là có vấn đề. Mình phải coi họ làm cái gì, họ làm lúc nào. Và ngoài cái đó ra, hồ sơ của họ còn cái gì nữa hay không? Sao lúc đầu Elon đề nghị là ông Howard Lutnick làm bộ trưởng ngân khố sau Tổng trống lửa đi. Và cuối cùng Tổng Trump chọn làm bộ trưởng thương mại, đưa ông Batson vô làm bộ trưởng ngân khố. Đúng không? Mình đừng có như đảng Dân Chủ, mình đừng có dùng cái identity politics, tức là gì thấy nhìn hồ sơ đó, ô điểm này gạch, không có. Hay là ô điểm này chọn, không. Biết bao nhiêu người, Rhino cũng là ngày xưa từ đó giờ toàn làm cho đảng Cộng Hòa không, mà nó cũng là Rhino đó, làm sao. Và biết bao nhiêu người làm cho Tổng Trump sau này nó cũng phản đó, làm sao. Không? Đâu có nói trước được, đâu có dùng một cái để mình đánh giá hết toàn bộ con người. Dạ rồi, tìm hiểu đứa bé rời Mỹ theo đường nào. Dạ thì nó có đường tuồn ra đó, tại biên giới mở banh mà. Biên giới mở banh mà thưa quý vị. Dạ rồi, đưa cả bốn người vô FBI luôn, phân ra ai trưởng ai phó thôi, cả bốn đều có khả năng. Dạ rồi, đem cho Biden nuôi mấy đứa nhỏ này vì ông ta thích con nít. Tổng Trump và nội các của ông sẽ phải làm việc rất nhiều vì Dân Chủ để lại nhiều vết thương mà Cộng Hòa phải chữa lành. Dạ đúng rồi đó. Tụi Dân Chủ làm ra chuyện này, tụi nó sẽ phải bị trừng phạt. Dạ rồi, cho tới bây giờ tôi vẫn luôn cầu nguyện cho Tổng Trump được mọi việc suôn sẻ ý của Ngài. Dạ cảm ơn quý vị. Vì là căng thẳng quá, vui chút cho vui. Dạ không, đang bình thường chị. Dạ cảm ơn chị. Cái lúc nào mình cần phải nhấn mạnh là mình phải nhấn mạnh, tại vì có những bản tin nó gây lại sự phẫn nộ cho mọi người, cái đó không thể nào gọi là né được. Tổng Trump chưa nên chọn em đốc FBI, cứ để cho đám Rhino nghĩ rằng ông giữ lại ông Ray, đợi phê duyệt xong nội các Tổng Trump đuổi ông Ray và thay ông Flynn Patel vào. Không cần thưa quý vị, ai cũng biết là ông Ray sẽ bị đuổi. Ai cũng biết là ông Ray sẽ bị đuổi nha, kể cả đám Rhino luôn. Dạ rồi, Đại tá Hùng làm thì hay hơn. Đại tá Hùng thì được chấm cho một số vị trí khác, nhưng mà giờ mình chưa biết, mình chờ thôi. Dạ. Tướng Flynn vào nội các có xung đột với vụ án ông đang kiện chính phủ Mỹ hay không? Dạ, cái đó kiện dân sự bình thường thưa quý vị. Dạ rồi. Cá nhân của bác cần loại bỏ tên Mullin của Oklahoma dù có bỡ đích Tổng Trump năm 2026. Dạ đúng. Cháu cũng bên phía của bây giờ cháu thấy bên Oklahoma là họ đang tức lắm á. Họ đang tức lắm với cái tay Mullin này. Tính ra là dân Oklahoma thương ông Matt Gaetz còn hơn cả cái tay Mullin này luôn. Và sau cái vụ đó họ đang rất là bực. Dạ. Họ Patel cũng popular như họ Nguyễn của Việt Nam. Cũng không biết là gọi là popular cỡ nào, nhưng mà cũng rất là popular. Nó họ Patel cũng rất là nhiều người ở Ấn Độ có cái họ này. Dạ. Họ Sandhu nè, họ Singh nè, cũng nhiều lắm. Dạ. Rồi tiếp tục là ý của mấy người đó là dành cho năm 2029 là ý nào quý vị, dành đâu là dành đâu. Dạ rồi, thiệt cái tình tôi tự nói tự vỗ tay mà vui theo đằng Michael. Dạ cảm ơn chị. Nó này, đại tá ông cao có được Tổng Trump chọn chưa, chẳng hạn như thứ chủ phòng? Dạ chưa thấy cái tin ti vô gì hết. Dạ nhưng mà thôi, chúng ta cứ chờ đợi thôi. Bây giờ sẵn Trần Michael xin được mời quý vị tới với cái website của Trần Michael, là Trần Michael mới cập nhật nha. Trần Michael mới cập nhật danh sách những người được Tổng thống Trump bổ nhiệm vô. Thì như quý vị thấy là vị trí bộ trưởng nội các gồm có 15 chỗ thì đã đầy rồi, xong hết rồi. Bây giờ là tới cái bước là gọi là các quan chức ở cấp độ tương đương nội các. Thì chúng ta còn nhiều ghế, trong đó có 3 chiếc ghế bộ trưởng ở trong Bộ Quốc phòng, đó là Bộ Hải quân, Bộ Lục quân và Bộ Không quân thì chưa có. Rồi bên cạnh đó là Giám đốc FBI chưa có, Tham tán thương mại chưa có, Chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Kinh tế chưa có, Chủ tịch Cục trưởng Cục Tiểu thương chưa có, rồi Chủ tịch về Giám đốc về Văn phòng Thương mại và Khoa học thì cũng chưa có luôn. Đó, thì bây giờ bắt đầu là sẽ tới những vị trí này, hoặc cũng có thể là bắt đầu những vị trí khác. Từ cấp thứ trưởng trở xuống rồi tới phụ tá bộ trưởng này kia thì từ từ chúng ta chờ thôi. Cái quan trọng nhất là Tổng thống Trump phải định hình xong cái khung nội các 15 người, rồi từ từ mới tiếp tục, thưa quý vị. Nên chúng ta vẫn nên nhớ rằng là Tổng thống Trump đang bổ nhiệm với tốc độ nhanh chưa từng có vì ông muốn sớm ổn định, ví dụ như là đã chấm được cái người này làm sếp rồi, thì mới bắt đầu đi tiếp tới sếp phó, rồi tới phụ tá cho sếp trưởng này kia đây đó. Thì phải bảo đảm cái sự ăn rơ.
bảo đảm sự ăn rơ với nhau. Cho nên là ông phải xong ngay cái nội các bộ trưởng, rồi bắt đầu mới tới những cái vị trí tiếp theo. Thì ví dụ như là bộ hải quân, bộ không quân và bộ lục quân, nó nằm trong bộ tư pháp. Nằm trong bộ tư pháp. Thì ví dụ đi, cái ông bộ trưởng hải quân cũng sẽ phải làm việc với thứ trưởng quốc phòng là Deputy Secretary. Làm thứ trưởng, làm việc với cái người thứ trưởng quốc phòng đó. Cho nên phải bảo đảm sự ăn rơ với nhau. Thì có thể ví dụ như là tới thứ trưởng quốc phòng, xong rồi mới tới bộ trưởng hải quân, bộ trưởng lục quân, bộ trưởng không quân, rồi tới phụ tá bộ trưởng quốc phòng về vấn đề là mua sắm thiết bị, về vấn đề chuẩn bị nhân lực, về vấn đề quân trừ bị này kia đó, những cái đó. Thì bây giờ bắt đầu mới tới cái bước tiếp theo này, thưa quý vị. Nhiều lắm, chúng ta sẽ còn chờ đợi tiếp tục tổng trăm sướng tên nữa, giống như là chương trình sổ số đó quý vị ha. Sau 4 giờ chiều chưa biết ai vô chính phủ đâu. chưa sau 4 giờ chiều chưa biết là có ai gọi là gì lên hương đâu nha. Chị chưa biết đâu. Đó, dạ rồi. Tiếp tục là rồi chị nghe một số ý kiến chia sẻ bà Janet, tổng y sĩ ủng hộ mũi chủng ngừa, ông Randy Fine người chống cộng hòa, những tin này có chính xác không em? Cho chính ông Stephen cũng phải lên tiếng. Vấn đề là ngày xưa năm 2021 họ lôi lại mấy cái mũi chủng ngừa, họ nói là bà Janet bà ủng hộ nhưng bà đâu ép người ta chủng ngừa đâu. Bà ủng hộ nhưng mà đâu có ép. Bà đâu có ép. Vấn đề ở đây là cái mũi chủng ngừa đó ai muốn thì nên, ai muốn thì cứ đi chủng ngừa. Tổng thống cũng chủng ngừa vậy, ông nói mà. Ông cũng chủng ngừa đầy đủ hai mũi đầu và một mũi tăng cường. Bà đâu, bà đắp sĩ Janet, bà đâu có ép người ta đâu. Mà bây giờ và cái người tổng y sĩ là người ta còn bao nhiêu thứ khác chứ đâu phải mỗi cái mũi chủng ngừa không. Bây giờ ông Bobby ông cũng nói sao, ổng là cái người chống cái việc là gì, bắt người ta chủng ngừa, chứ ổng không cấm người ta chủng ngừa. Quý vị hiểu không? Cho nên là có một số người họ phản ứng một cách tiêu cực với ông Bobby. Ông nói là ông Bobby bây giờ là lật lọng bác sĩ Janet là ngày xưa bà dày, sao giờ Tổng Trump lại chọn, ủa Tổng Trump cũng chủng ngừa vậy. Và quý vị thấy là gì, họ có những người họ yêu cầu Tổng Trump là gì, cấm Tổng Trump không được nói về cái chủng ngừa đại dịch nữa, cấm không được nói về cái Operation Warp Speed nữa, Tổng Trump cứ nói làm gì nhau. Rồi họ nói là ông Trump mà nói kiểu này là tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông, ông sẽ thua này kia, cuối cùng Tổng Trump thắng oanh liệt có làm sao. Đó, cho nên là quý vị thấy là cái chuyện nó rất là bình thường, nó chả có gì cả. Bà không bắt người ta chủng ngừa là đối với Trần Michael là được rồi. Dạ rồi, tiếp tục là ông Randy Fine không phải là người chống cộng hòa, mà có thể đây là cái điều mà Tổng Trump ghi nhận cái tình cảm của ổng, là ông Randy Fine là một trong những người đã đứng lên chống lại DeSantis, không endorse DeSantis mà endorse Tổng thống Trump. À, cho nên giờ Tổng Trump đáp lễ bằng cái đó. Còn cái người mà chửi ông Randy Fine nhiều nhất là ông Anthony Sabatini. Tại vì ông Anthony Sabatini, ổng tính là đi tranh cử vào cái ghế của ông Michael Walsh để lại. Mà bây giờ Tổng Trump chơi nhá trước, Tổng Trump ủng hộ ông Randy Fine, thì có phải là coi như bích cửa cho ông Sabatini không? Nên ổng chửi, vậy thôi. Dạ rồi, tiếp tục nữa là Biden kêu sẽ dự lễ Tổng Trump tuyên thệ, Kamala giờ chắc buồn lắm hả? Nói chung giờ chỉ vui hay buồn cũng đâu quan trọng nữa. Giờ là 20 triệu. Giới chỉ bây giờ là 20 triệu thưa quý vị. Dạ rồi, Smith cuối cùng cũng phải hủy bỏ vụ án Tổng Trump vì được sáng tỏ Tổng Trump ăn ở hiền nên được Chúa thương. Dạ rồi, cảm ơn quý vị ha. Giải thích từ Rhino dùm nhé. Mấy con tê giác đầu vật 49 thì không. Cái chữ Rhino đó quý vị sai, lại sai chánh tả đó quý vị. Olivia Dương. Chữ Rhino người ta con hà mã, con tê giác là H-R-H-I-N-O. Còn Rhino nó không có chữ H. Đó là viết tắt của chữ Republican in name only, tức là mấy thằng ngụy Cộng Hòa. Tức là nó giả nó là người Cộng Hòa thôi, chứ nó bỏ theo đảng Dân Chủ hết. Đó. Nó ngụy trang nó là Cộng Hòa. Nhưng mà sao, lúc mà nó đi bỏ phiếu, nó bỏ phiếu tại đảng Dân Chủ không à.
giống như mấy ngụy quân tử vậy, nó giả là quân tử nhưng mà sao đằng sau nó là còn tệ hơn cả phụ nữ nữa. Dạ rồi, tiếp tục nữa là mà trong đây cũng hơi bất ngờ nha, tới giờ có cái gì chưa biết cái chữ rhino là cái gì mà quý vị đi lộn qua thành là con tê giác. Dạ rồi, đi đường mua sách như Nhiếp Chánh Dương đó cũng là mua chuột. Dạ đúng rồi, vậy là tất cả quan tòa đã được phê duyệt hết, phê chuẩn hết, hay còn một số chưa phê duyệt, không nói đến bốn quan tòa phúc thẩm. Thì bây giờ đó, bây giờ đảng Cộng Hòa họ nói là bây giờ trong thời gian còn lại đó, 14 người ở tòa sơ thẩm đó, bây giờ muốn làm cái gì làm đi, tụi tôi không cản. Thì đương nhiên đảng Dân Chủ đâu có ngu gì mà họ không phê chuẩn hết 14 người này. Dạ. Thích người ta chơi trên đầu không mới chịu hay sao đó, mình phải mạnh tay lên chứ. Không phải là thích người ta chơi trên đầu, mà là vì thỏa hiệp với nhau, đứa nào cũng có phần thưa quý vị. Cái đó là cái đám rhino của đảng Dân Chủ đó, là thỏa hiệp với nhau, đứa nào cũng có phần hết. Dạ. Dạ rồi, tiếp tục là 4 năm tiếp theo tổng trong có nhiều gian nan nhưng hứa hẹn đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho người dân. Dạ đúng rồi, nên là phải tiếp tục theo dõi tin tức. Dạ rồi, hôm nay tôi có giải thích một người đồng nghiệp về phiếu đại cử tri và thắng một tiểu bang, nhưng họ lại là nếu cả hai ứng cử viên phiếu vô tâm viết bằng nhau thì ai sẽ thắng tiểu bang đó. Tôi cứng họng luôn, có gì đâu, bình thường thôi, chừng nào có đi tính, bảo đảm luôn không bao giờ kết quả bằng nhau đâu. Nói chuyện cười quá đi, đó là quý vị bị hỏi cắt cớ thôi. Giờ lấy trường hợp ra đi, chừng nào bằng phiếu nhau. Vơ vẩn. Còn ví dụ như là có một số những trường hợp tùy vào tiểu bang người ta quy định. Ví dụ như tiểu bang Virginia, họ bầu cử năm 2017. Bầu cử năm 2017 là có hai, mà cái đó là ở địa hạt thì nó có phiếu nó ít hơn, thì cái khả năng xảy ra bằng nhau thì nó có thể cao hơn, nhưng chưa bao giờ xảy ra hết nha. Lỡ xảy ra lần đầu tiên thôi, cả trăm năm của tiểu bang Virginia mới xảy ra lần đầu tiên. Hai người bằng phiếu nhau chơi bốc thăm. Chơi bốc thăm. Chứ còn mà đi đó đem so số phiếu mà cả tiểu bang mà giống nhau, cái đó cái người đó cố tình hỏi cắt cớ. Thì quý vị đem nó vô trong mấy cô cũng nói cho cứng họng luôn. Đừng có đem những cái câu hỏi đó vô. Dạ rồi, tiếp tục là coi chừng á, nó rồi đừng có học theo một cái người mà gọi là cũng rất là tí lia trong live chat này, và cuối cùng nó đã bị tôi mời ra vì cái tật tí lia và mặt cá thi á. Dạ. Ngày xưa chính ông Trump cũng là thuộc đảng Dân Chủ vậy. Dạ đúng rồi, nhiệm kỳ của quan tòa là bao nhiêu lâu? Dạ suốt đời. Dạ rồi, ông Patel FBI tướng riêng C có người rồi nha quý vị, đó là ông John Ratcliffe nhé. Dạ rồi, quá đau lòng khi nhìn một đứa bé 2 tuổi như thế này, cầu xin có người sẽ lo cho bé nhiều hơn, quá là tội lỗi luôn. Dạ rồi, bà luật sư Powell hồi xưa làm luật sư tổng trăm giờ đang ở đâu? Dạ đang ở Texas, đang ở ẩn, tại vì bà bị cái thỏa thuận nhận tội với lại bên Georgia. Dạ rồi, thị trường Forex kinh khủng lắm, tính thanh khoản 1.000-5.000 tỷ. Dạ rồi, bị đuổi nhưng phải tống cổ vô tù mới vui. Dạ rồi, Kelly có được tổng trăm chọn làm gì không? Hiện tại chưa có nha. Dạ rồi, cô ra ý kiến hợp lý, mình đồng ý với ý kiến của Michael. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ nói chung là mình mà cái chuyện mà ông Betson này ông làm cho George Soros ngày xưa cũng mình phải coi cho kỹ, và rõ ràng mình thấy là trong cái thời gian đó ông đã phát huy cái tài năng của mình. Quý vị, không phải đơn giản đâu nha. Quý vị nhìn lại hồ sơ của ổng đi. Quý vị nhìn lại hồ sơ của ông đi. Ổng là giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Yale. Mà quý vị biết á, những cái đại học lớn như vậy á, là phải có bằng tiến sĩ nha. Ông này không có bằng tiến sĩ. Không có bằng tiến sĩ. Mà dạy ở Đại học Yale, là quý vị hiểu là cái đầu ổng cỡ nào rồi đó. Ổng ngày xưa ổng học cử nhân về cái gì biết không? Ổng học cử nhân về khoa học chính trị, political science. Mà sau này ổng quay trở lại Yale, ổng dạy về lịch sử kinh tế thế giới. Ban đêm đi dạy, ban ngày đi đầu tư, đi điều hành quỹ đầu tư. Đây không phải con người đơn giản.
Và cái nội các của Tổng Trump, quý vị có thể thấy là gì? Bằng cấp á, không phải ai cũng tiến sĩ hết. Nhưng mà cái kinh nghiệm của họ trong cái mảng mà họ được bổ nhiệm vô rất dày, rất đa dạng. Không cần phải là tiến sĩ này kia, mà là chỉ cần cái kinh nghiệm làm việc của họ thôi. Mà rõ ràng, ông Betsin này, ông không có bằng cao học luôn nha, không lấy bằng Master, không có bằng PhD, mà ông có thể dạy được ở Yale. Là nó khủng khiếp cỡ nào. Dạ rồi, tiếp tục là các ứng cử viên đảng chủ tranh cử để có chức quyền làm giàu. Các ứng viên đảng Cộng hòa là những người có giàu, đã giàu có tham gia để cứu những Mỹ vì họ đi lên từ dân. Thì nói chung là Cộng hòa cũng có nhiều kẻ đi vô cũng lợi dụng làm giàu lắm quý vị nha. Chỉ có những người MAGA đó thì mới đúng là hả vì người dân thôi. Người Ấn Độ họ rất thông minh. Tôi có cái người khách trẻ Ấn Độ, họ gọi là bác sĩ đó, họ giỏi lắm. Ô, người Ấn Độ thì rất là giỏi, học là toàn là học là làm tiến sĩ bác sĩ không à. Cạnh tranh với người Việt mình luôn á, người Việt, người Hoa, người Hàn với lại người Ấn, học học lúc nào cũng là đứng top hết trơn á. Dạ rồi. Có luôn cái tên của chợ Patel Brother. Dạ. Nhưng mà cái người Ấn Độ họ đọc cái tên của họ cũng như Pateng, Pateng, Pateng. Pateng. Dạ. Dạ rồi, thượng nghị sĩ bán biên giới chừng nào tranh cử lại? James Langford là để kiểm tra lại coi, James Langford re-election như là 2028 thưa quý vị, 2028. Dạ rồi, tiếp tục là nhiều câu hỏi quá giờ lướt qua bớt nha. Dạ rồi. Cô nói hay lắm, đúng là một người con yêu nước, chú cho bình an sáng suốt. Và cảm ơn cô rất là nhiều. Tôi đã từng thích ông Ted Cruz nhiều lắm, tôi phải nghĩ lại lần hai. Và không biết sao kỳ này ông bầu cử xong ông chểnh mảng quá. Ông Mike Brown cũng vậy nữa, chểnh mảng quá. Dạ rồi. Mấy ngày nay Bill Ba im hơi lặng tiếng quá. Dạ kể ông thôi, chứ giờ biết sao. Giờ chừng nào mà nghe cái âm mực nước biển dâng cao á thì có thể nha. Rồi thì vô tìm có tin tức của Bill Ba có nhảy không. Khi nào mà quý vị nghe mà gì một tiếng giống như là một tiếng bùm long trời lở đất khiến mực nước biển dâng cao ở nước Mỹ đó, lúc đó có thể vô quý vị tìm là có phải là ổng nhảy không nha. Dạ rồi. Mark xem tin tức 59% dân chúng ủng hộ những người tổng trong bổ nhiệm và họ gọi là họ ủng hộ cái quá trình chuyển tiếp của tổng trong. Dạ rồi. Thật ra tôi ủng hộ suy nghĩ khuyến khích chủng ngừa và không ép buộc. Dạ đó tùy mỗi người. Thì giờ bà bác sĩ đó cũng lên mà nói gì, nếu mà bạn ở độ tuổi này này kia thì tôi nghĩ là bạn nên chủng ngừa, nhưng mà tôi không ép, vậy thôi, đâu có gì đâu. Dạ rồi. Còn cô bé bán kem thì sao? Thì vẫn đi làm bình thường không có gì. Đi làm đi buôn bình thường thôi. Dạ. Rồi nên trả lời những câu hỏi trong tựa đề của chương trình này để khỏi mất thời giờ. Các câu hỏi này đã hỏi trước nhiều lần rồi. Dạ rồi, cảm ơn quý vị ha. Dạ rồi. Đợt này Trung Quốc đang rất lo sợ Tổng Trump, nhất là Tập Cận Bình. Dạ rồi. Rồi tiếp tục là dấu hiệu truyền thông đang chết dần. Dạ rồi. Trong lịch sử Mỹ có quan tòa nào biểu hội bãi chức không em? Dạ có. Một trường hợp rất điển hình, đó là cái ông dân biểu này chết rồi. Ông ở Florida, ông là theo đảng Dân Chủ. Trời ơi, em không nhớ tên, mà ông mới chết đây độ 3-4 năm gì thôi. Khoảng 3-4 năm gì đó. Thì ông khoảng những năm 90, ông là quan tòa liên bang. Nhưng mà ông bị dính vô một cái vụ án tham nhũng. Cho nên ông đã bị đàn hạt và phế truất bởi quốc hội. Và sau đó một thời gian, ổng đi tranh cử dân biểu liên bang ở Florida và đã đắc cử. Rồi ổng làm đó suốt cho tới lúc ổng chết luôn. Dạ. Chức vụ giám đốc tình báo quốc gia có thẩm quyền dưới giám, có thẩm quyền dưới giám đốc FBI được không? Là sao? Đã không quyền đuổi á hả? Đuổi giám đốc FBI không? Giám đốc tình báo quốc gia không quyền đuổi giám đốc FBI. Đuổi giám đốc FBI là tổng thống nha. Dạ rồi.
Lúc bà Kamala tranh luận với Tổng Trump, bà cười điểu, Tổng Trump giờ nhìn lại, Tổng Trump cười bà lại. Đã thế, bà còn nợ tiền nữa chứ, thật là tội nghiệp. tội nghiệp cái chuyện mà bà bị nợ á, rồi mấy cô thấy không tội bằng là quý vị biết sao không? Fan của bà không đóng tiền cho bà, tội cái chỗ đó đó. Bây giờ bà vẫn gửi email xin tiền, tại vì đang nợ mà. Tại vì cái chu kỳ bầu cử này á, là được phép tiếp tục cho tới ngày 31 tháng 12 luôn. Bà vẫn nợ, bà vẫn gửi email xin tiền mà cho tới bây giờ là coi như 20 ngày sau cuộc bầu cử rồi vẫn không kiếm được 20 triệu. Tội nghiệp tội chỗ đó đó, tội là sao? Mới ngày nào cách đây 3 tuần ha đít quơ, giờ có 20 triệu kiếm cung ra nữa. Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi, ha đít của tụi tao. Ha đít của tụi tao là gì? Quyên được một ngày là 100 triệu này kia đồ, tự lưa hết. 3 tuần sau ngày bầu cử kiếm 20 triệu cung ra. Vậy là thương dữ chưa? Vậy là choi dữ chưa? Vậy choi dữ chưa? Choi hay chọi? Đó. Dạ rồi, tiếp tục là sao ổng không làm trong chốt Soros như vậy? Thì ổng làm thời gian sống đám làm riêng. Dạ, bình thường thôi. Dạ rồi. Người Ấn Độ ở Mỹ hình như cũng mai ra nhiều lắm. Dạ nhiều, họ thức tỉnh ra nhiều rồi đó. Họ thức tỉnh ra nhiều. Dạ rồi. Có luật nào để trước với bà James không em? Cái luật đó là ở tiểu bang, phải thông qua quy trình đàn hạt và phế trước như bình thường. Dạ rồi. Nghề nào cũng cần có kinh nghiệm, biết tư duy đúng thì mới thành công. Dạ. Ông Ted Cruz toàn nói suông không mà. Dạ. Tổng thống ở nhiệm kỳ đầu đã bãi bỏ việc tuyển dụng theo bằng cấp mà phải tuyển dụng theo kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Không cần bằng tiến sĩ. Dạ rồi. Nói chung là tùy. Nhưng mà ví dụ trong trường hợp của ông Batson, ông không có bằng tiến sĩ nhưng mà cái đầu ông quá trời. Dạ. Đâu phải giỡn mà quý vị có thể chỉ là adjunct professor, tức là gì? Là giáo sư thỉnh giảng, tức là ví dụ như giảng mấy lớp buổi tối á, hay là mấy lớp buổi chiều á. Cũng không phải, mà dạy ở Yale chứ không phải dạy ở chỗ khác. Tuy nhiên ở Yale, cái adjunct professor, giáo sư hợp đồng hay là giáo sư thỉnh giảng, nó cũng phải là có cái giá của nó. Chứ không phải là đi gom cấp ỏi mấy nghiệp ngoài đi vô dạy lớp ở giáo sư hợp đồng có đâu. Mà ổng làm gì? Ổng làm là sáng là đi quản lý quỹ đầu tư, chiều đi dạy. Trời ơi, quá dữ luôn. Dạ rồi, chuyển dời các bộ ngành ở DC ra các tiểu bang sẽ bớt tụ tập hối lộ với nhau. Dạ đúng, thì đó, giờ cái kế hoạch đang là gì? Bãi bỏ bộ giáo dục. Bộ nông nghiệp có thể đem về Iowa. FBI có thể đem về Alabama. Đó, rồi ví dụ như ngành năng lượng là đem về Pennsylvania. Bộ năng lượng đem về Pennsylvania. Họ đang chia ra thưa quý vị. Rồi có thể sắp tới là cơ quan môi trường là bứng đi luôn à, trả về cho tiểu bang đó. Dạ rồi, cô đối đáp trôi chảy thông minh hiểu nhiều Phật pháp của trưởng gia. Cảm ơn quý vị, thì cũng hên quý vị hỏi trúng mấy đó, chẳng may cô biết. Dạ rồi, có tội nhưng mà kệ. Dạ rồi, nếu cầm là không có tiền trả, vậy cá nhân của bà này sẽ bị gì? Có bị kéo nhà hay không? Kéo nhà thì không thưa quý vị, tại vì không phải bà nợ mà là chiến dịch của bà nợ. Chiến dịch của bà nợ thì có thể những cái sau này, ví dụ như là hết cái thời hạn gây quỹ, bà đi bán sách này nọ kia, nếu có ai mua thì cái tiền đó có thể là được đóng lại cho cái chiến dịch của bà đó. Có thể là vậy, hoặc là biết đâu bà xin được đại gia nó đứng ra. Chắc là mấy bà cắt ké ở dưới chắc cũng không muốn đóng tiền, thì chắc chờ đại gia ra ủng hộ chứ gì. Bởi lúc mà người ta đi tranh cử thì dữ lắm, mà sau đó thì cái gì, trời ơi, sống chết mặt bay. Vậy là thương dữ chưa? Ghê thiệt. Dạ rồi, 20 cent kiếm còn không ra thôi, chứ mà bà ta phải khai phá sản để chạy nợ, đó là đường đi tốt nhất. Dạ rồi. Nghiện đội Tổng Trump có kiến nghị bãi bỏ with prejudice hay không? Cái đó thì chưa thấy bên phía Tổng Trump lên tiếng. Mình chưa thấy. Sao không xin bồ cũ của bà cho tiền? Trời, ổng mà cho
Ổng mà cho 20 triệu, trời đâu ra vậy? Đâu ra vậy quý vị? Em hỏi nhiều người quen ở Cali, họ hỏi nhiều người trong cộng đồng người Việt ở đó, họ không biết nhiều về ông Derek Trần. Nói chung thì nhờ tiểu bang Cali mà ông có được ngày hôm nay. Từ bà Michelle Steele hơn 5-6% mà bây giờ ông ra, ông dám tuyên bố chiến thắng là có gì hiểu rồi đó. Tuy nhiên cái vụ ở đó thì đảng Cộng Hòa vẫn đang tiếp tục theo dõi và đếm phiếu ở Cali vẫn chưa xong và sẽ có kiện tụng. Chứ thật sự ra nếu mà ông tranh sự tranh cử Texas là thua rồi đó. Tại vì Texas không đếm phiếu như Cali. Vậy thôi. Đó là những gì mà Trần Mai Côn được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe. Và bây giờ xin mời quý vị tới với phần cầu nguyện cuối chương trình. Chúng con tạ ơn Chúa để cho chúng con có buổi nói chuyện được vui vẻ và chúng con chia sẻ được những thông tin xác thực tích cực cùng nhau và có những sự trao đổi rất hữu ích. Xin Chúa thương gìn giữ cho Tổng thống Trump, cho gia đình của ông, cho tất cả những ai còn bên cạnh ông, những người còn trung thành chiến đấu vì ông và tất cả chúng con được hồn an sắc mạnh, được ơn khôn ngoan và sự vững vàng để chúng con vượt qua những ngày tháng khó khăn trước mắt trên con đường phía trước với Tổng thống Trump và cùng đi trên con đường phía trước với ông. Xin Chúa cũng cho chính quyền đương nhiệm biết hồi tâm chuyển ý và làm những việc có lợi cho đất nước và cho người dân. Xin Chúa thương nhậm lời và chúc lành cho tất cả chúng con. Amen. Xin cảm ơn quý vị đã hẹp ý cầu nguyện cùng Trần Mai Cô và xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình tối nay. Trần Mai Cô xin được cảm ơn tất cả sự đóng góp, ủng hộ, chia sẻ, quan tâm yêu thương của quý vị cho các chương trình của Trần Mai Cô và xin phép được hẹp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Kính chúc quý vị tại Hoa Kỳ đêm ngon giấc và chúc quý vị khắp nơi trên thế giới một ngày mới tốt lành. Xin kính chào tất cả quý vị.